Xin chào các bạn, mình là một trong những cái member của Trilos TV. Thì bữa nay mình cũng có một cái ngày nghỉ, muốn nói chuyện một chút về cái thì cái kênh này nó bao gồm rất là nhiều đề tài, trong đó có cái đề tài chính trị, giáo dục, rồi quân sự hay là âm nhạc. Thì cái kênh này nó được quản lý bởi ba anh em của tụi mình, một người ở Pháp, một người ở Việt Nam, thì một người ở Mỹ là mình. Thì có một cái chuyện mà mình muốn chia sẻ cho những cái bạn ở Việt Nam về cái vấn đề mà thử nghiệm lâm sàng thuốc. Thì cái vấn đề này thì mình thấy nó cũng rất ít có người nói đến ở Việt Nam. Mình thấy là dạo gần đây thì người Việt Nam của mình có rất nhiều người bị bệnh ung thư. Nói chung là thử nghiệm lâm sàng thì nó không phải chỉ có bệnh ung thư mà nó có những cái bệnh về đột biến, về gen di truyền, hay là nó có rất là nhiều thứ. Thì khi mà mình làm cho mình hiện tại thì đang làm cho một cái công ty công nghệ sinh học ở Mỹ, biotech, thì cái ngành lĩnh vực của mình là về biotech. Thì mình đã chứng kiến rất là nhiều cái nó gọi là clinical trials, chứng kiến rất nhiều cái trường hợp thử thuốc thành công, như là trong cái hãng mình nó làm về thuốc, làm rất là nhiều về thuốc biến đổi, giống như là nó gọi là gene therapy gì đó. Thì nó lấy cái gen lỗi của cái người đó ra, xong rồi nó sửa lại, xong rồi nó cấy lại vô trong cái người bệnh, chủ yếu là những cái bệnh, nhất là những cái bệnh về ung thư máu. Thì có rất nhiều trường hợp thành công là tại vì cái tế bào mà được cái gen mà được sửa chữa khi cấy vào cái cơ thể thì nó có phát triển được cái protein. Thì cái protein nó sản xuất ra, nó đáp ứng được những cái nhu cầu mà để cho cái bệnh nó khỏi. Thì hồi trước thì mình cũng có thấy một số trường hợp là nhiều cái study nó không có đủ người, thì nó cũng phải thu nhập từ những cái người bệnh khác, từ những cái nước khác, chẳng hạn như là Mã Lai, Philippines, những cái nước mà có cái số người ở trong, tại vì có những cái bệnh ung thư thì nó rất là hiếm. Mà khó có người có thể mà ở Mỹ thì nó không đủ, thì nhiều khi nó cũng phải tuyển đa quốc gia. Thì mình thấy nếu như mà một những cái người bệnh ung thư mà ở Việt Nam mà khi mà ở giai đoạn cuối á, mà bác sĩ nói là không còn cách chữa nào nữa, thì chẳng hạn như là còn 2-3 tháng gì đó sống á, thì mình khuyên thành thật á, là nên đi vô cái website gọi là clinicaltrials.gov, cái bài của mình. Thì trong cái kênh đó, trong cái website đó thì nó có rất nhiều cái những cái study khác nhau. Có những cái study thì nó đã xong rồi, còn những cái study nó cũng còn đang tuyển người. Thì mình khuyên là nên lên những cái study đó để mình coi, thí dụ như ung thư ngực, rồi ung thư phổi này nọ, coi nó có cùng với cái trường hợp của mình không, mình đăng ký vô trong đó. Nếu như mà cái khả năng của bạn mà được được hợp vô trong cái giống như là cái bệnh của bạn mà nó đúng như cái loại đó, thì nếu như mà nó thiếu người quá thì nó có thể tài trợ visa cho bạn, bệnh viện nó có thể tài trợ visa cho bạn, nó có thể giúp bạn qua bên Mỹ mua vé luôn, nó có thể bao khách sạn mua vé luôn. Tại vì mình đã từng giúp một cái gia đình là người ta được đi qua bên Mỹ này để mà chữa bệnh. Thì cái xác suất của nó là không chắc ăn nha, có thể là mình vẫn sau khi thử thuốc thì mình có thể là vẫn bị không qua khỏi. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là quan trọng của